Biết không anh ơi, em đang thèm được đi chơi. Chuyện nóng nên phải xả ơi, ai chân như muốn rụng rời. Anh có biết không anh à, hay mình có thể ở nhà. Ngoài kia đường xa nóng quá, sao không mở party tại gia. Hey hey, ok, không đi chơi thì ở nhà tối nay. Mời người thân và bạn bè tới đây. Em thích gì thì anh cũng chiều ấy. Trời sao nó bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, mỗi đường hoa vàng một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tía. Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Hay! Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Nóng quá. Nó thật sự bài này bé nào hay đóng cho luôn. Anh muốn đi đâu xa? Ai hôm nay anh muốn về nhà. Hôm nay trời sao nóng quá? Em đang cần một ly nước đá. Nếu bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, mỗi đường hoa vàng một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tía. Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Nóng như cái lo, nóng nóng, nóng như cái lo. Tuyệt vời cả nhà ơi, tôi có 10 xu đây. Hôm qua ông vậy rồi nha, hôm qua ông vậy, ông tặng mà có 10 xu, ông lên 10 con kiss me hình như có 10 xu rồi vậy, đúng không ta? Hôm qua lên 10 kiss me được 10 xu đúng không anh? Chán luôn anh. 10 kiss me cũng 5.000 đạo lận đó. Number one chân rất sảng khoái, number one dấu cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng xuất phát. Thiếu sức mạnh bứt phá, chèo rồi cạn kiệt năng lượng, bỏ cuộc thôi. Em nhiều đồ lắm, đồ nhảy mà kêu là để sexy thật sự là nhiều lắm luôn á cả nhà, nhưng mà em cứ sợ sạch thôi. Tại em bị sạch, em là một idol có tiền sử sạch rất là nhiều rồi, tiền sử sạch rất nhiều rồi, em rất là sợ. Hey!
giống mấy cô người mong. Em xinh có cái gì, chẳng sao phân tỏ sáng màu. Em giản dị có cái gì, chị Hương mà chị Hương quá không? Anh sao đáng yêu dù sang đời mỗi tháng duyên đủ cười. Hey, thôi thì là duyên nhau người vẫn vì tôi sáng vui. Mà còn đấy em mới mày, cái nhà đấy em biết mày. Thương em để lo thêm bao sầu, này nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên nhau người quần thì tôi xa thưa chuyện mẹ cho. Sao để sao dễ thương bằng nè được. Mấy số 2 hả? Gần đúng. Gần đúng. Nghĩ sao? Cảm ơn chim mình. Nghĩ sao? Nghĩ sao tôi mới 5? Chưa được mấy 6? Hãy subscribe.